Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn và quý vị xem bản tin Đảng viên biệt phủ, dân liều mình bắt rắn nộp tiền học cho con. Người đàn ông ở Tây Ninh trong lúc vào rẫy cố đuổi bắt con rắn hổ mang đã bị rắn cắn trúng đùi phải. Biết là rắn độc, người này đã ôm nguyên con rắn đến bệnh viện. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2020, anh Phan Văn Tâm, 38 tuổi, ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, bị rắn hổ mang chúa cắn. Khi vào nhập viện, anh Tâm còn giữ chặt con rắn còn sống, dài gần 3 mét, nặng gần 5 cân, quấn quanh khuỷu tay. Đây là hình ảnh anh Phan Văn Tâm vào bệnh viện cấp cứu vẫn ôm ghì con rắn hổ chúa cực kỳ độc. Nhiều người tuy thương nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên, lấy làm lạ vì sao anh Tâm lại mang cả con rắn vào bệnh viện. Số khác không biết vì vô tình hay cố ý lại để những bình luận hết sức khiếm nhã như muốn nổi tiếng hay sao mà làm màu như thế. Trước những hoài nghi của người dùng mạng xã hội, chị Phan Thị Hồng, chị gái của anh Tâm kể lại sự tình. Nó có biết mạng xã hội là gì đâu mà muốn nổi tiếng, vì miếng cơm manh áo cả thôi cô ơi, chị Hồng bắt đầu rớm nước mắt. Sự việc vào ngày 19 tháng 8, anh Phan Văn Tâm, người đem cả con rắn hổ mang cắn vào mình đến bệnh viện, được chuyển viện từ Tây Ninh đến bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị, hiện đã qua cơn nguy kịch. Khi nghe tin chồng bị rắn độc cắn phải chuyển bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng hôn mê sâu, chị tuổi vợ anh Tâm rụng rời chân tay. Vì tiếc con rắn lớn, anh Tâm cố đuổi bắt con rắn giữ để rồi bị con vật cắn trúng người. Chăm sóc chồng tại bệnh viện, người vợ trẻ đã khóc cạn nước mắt khi nghĩ đến chồng đang trong cơn thập tử nhất sinh. Ngồi bó gối trên dãy ghế đá trong khuôn viên bệnh viện Chợ Giấy, chị Bùi Thị Ngọc tuổi, sinh năm 1992, ngụ tại ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, luôn giật bánh mình mỗi khi có loa bệnh viện gọi tên người nhà vào thăm bệnh. Chồng chị, anh Phan Văn Tâm, sinh năm 1982, ngụ cùng địa phương, vẫn đang giành giật sự sống tại khoa nhiệt đới bệnh viện Chợ Giấy sau khi bị con rắn hổ mang chúa cắn trúng. Chị Ngọc tuổi cho biết cũng vì miếng cơm manh áo mà anh Tâm bị con rắn giữ cắn nên dẫn đến nguy kịch tính mạng. Chị tuổi nói, sáng ngày 19 tháng 8, chồng tôi chở theo hai con đi thăm bẫy rắn. Lúc này, đứa con trai 9 tuổi của tôi phát hiện chiếc bẫy có một con rắn lớn. Cháu chạy ra nói với chồng tôi, con rắn dữ lắm ba ơi. Thấy con, nó phùng lên, kêu phì phì, trông rất sợ. Thấy vậy, chồng tôi đến xem và định bắt con rắn. Thấy con rắn cũng dữ quá, con tôi kêu khóc, ngăn cản, không cho chồng tôi bắt. Đây là hình ảnh anh Phan Văn Tâm khi mới vào bệnh viện vẫn còn tỉnh táo, sau đó đã bị hôn mê sâu. Thế nhưng chồng tôi vẫn lao đến bắt, không may anh bị con rắn cắn trúng vào đùi. Bất chấp đau đớn, anh cố nắm chặt lấy đầu con rắn rồi nhờ người xung quanh lấy dây buộc đùi lại để chất độc không chạy vào người. Sau đó, anh và các con ra đường bắt xe, xin một anh chạy xe ô tô đi ngang qua trở lên bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Lúc lên xe và khi vào bệnh viện, anh vẫn nắm chặt đầu con rắn, mặc cho nó quấn chặt lên tay của mình. Tại bệnh viện, khi các bác sĩ khống chế được con rắn, cũng là lúc chồng tôi gục xuống, bất tỉnh. Chị Ngọc kể thêm như vậy. Cũng theo chị, trước đây, anh Phan Văn Tâm chưa từng hành nghề bắt rắn và không có kinh nghiệm gì trong công việc đầy rủi ro này. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn, anh đành đặt bẫy bắt rắn để có tiền lo cho hai con nhỏ. Lúc anh ấy định bắt con rắn, con trai tôi cứ khóc và nói, ba ơi, chạy đi, đừng bắt nữa, con sợ lắm. Nhưng vì không biết là loại rắn nằm trong danh sách đỏ nên vẫn bắt. Nếu cuộc sống không quá khốn khó, chồng tôi đã không phải nằm viện trong tình trạng thập tử nhất sinh như bây giờ, chị tuổi buồn rầu nói. Chị kể, thời điểm nghe tin chồng bị rắn độc cắn phải chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng hôn mê sâu, chị rụng rời tay chân. Thời khắc ấy, vô số nỗi lo, sợ hãi ùa về khiến chị muốn ngã quỵ. Chị nói, thời gian gần đây, chồng tôi liên tục gặp tai nạn. Vừa rồi, anh bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị. Anh ấy cũng vừa đi mổ cái chân đau sau vụ tai nạn trước đó. Sau khi mổ xong, chân chồng tôi yếu hẳn. Anh ấy không còn làm được việc nặng nữa nên không ai thuê nữa. Cuộc sống đã khốn khó, giờ càng vất vả hơn. Không ai thuê nhưng biết xung quanh nhà có nhiều rắn, anh nghĩ cách đi bắt kiếm tiền chạy ăn từng bữa. Đây là hình ảnh vợ anh Phan Văn Tâm, chị Bùi Ngọc tuổi, sinh năm 1992. Hình ảnh ghi nhận được khi chị đang chờ tin chồng trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Chợ Giấy. Theo lời chị, gia đình chị không có đất sản xuất. Cuộc sống của anh và chị và các con chỉ trông chờ vào công việc làm thuê của hai vợ chồng. Trước khi gặp tai nạn giao thông, anh Tâm nhận làm thuê ở các chủ vườn trồng mãng cầu như xịt thuốc trừ sâu, cắt hoa, tỉa cành. Hết mùa mãng cầu, nếu có ai gọi, anh đi theo phụ hồ,
không ai thuê mướn, anh xách chiếc xe máy cà tàng ra đường chạy xe ôm. Anh luôn tất bật, không chút nghỉ ngơi, nhưng cái khổ vẫn chẳng buông tha. Trong khi đó, chị Ngọc tuổi cũng chẳng mấy khá hơn, không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê mướn gì, chị làm nấy. Hết cắt cỏ thuê, chị lại đi thăm mãng cầu cho chủ vườn. Cuộc sống mưu sinh khốn khó khiến chị già nua hơn rất nhiều so với cái tuổi 28 của mình. Chị nói, gia đình chồng tôi cũng không mấy khá giả, đông anh em, nhưng bên chồng tôi ai cũng khó khăn nên không thể đỡ đần nhau. Ngày nhập viện, bác sĩ nói anh chỉ còn 20% cơ hội sống, làm tôi chết lặng. Hai đứa con của tôi còn quá nhỏ, không có chồng, một mình tôi biết xoay sở thế nào để lo cho chúng. Hai ngày qua, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi lo những điều xấu nhất có thể xảy đến với chồng. Dù biết sẽ phải gánh thêm nhiều số nợ nữa, nhưng tôi vẫn cầu mong cho chồng tôi vượt qua cơn nguy kịch. Cư dân mạng đã hết sức ấn tượng với hình ảnh anh Tâm giữ chặt con rắn khi anh vào viện. Đến lúc nguy kịch và cấp cứu, anh còn nói, bác sĩ ơi, giữ dùm con rắn. Đây là hình ảnh rắn hổ mang chúa, hay còn có tên gọi là rắn hổ mây, phân bố chủ yếu trong các vùng nhiệt đới trải từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loại rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 10 mét. Câu chuyện bắt rắn của anh vô tình bật lên nhiều câu chuyện đằng sau đó mà bức tranh xã hội Việt Nam đang tồn tại, hay đó là một tấm bi kịch trong xã hội Việt Nam, nơi được gọi là thiên đường. Một người cha bất chấp sự nguy hiểm với tính mạng để cố vớt vát chén cơm cho gia đình trong cơn khó khăn thật đáng quý. Điều mà thôi thúc anh phải giữ chặt nó là vì mong muốn của anh cho con được đến trường. Câu chuyện xúc động là thế, mà sao cay đắng thế? Tại sao lại phải liều mình bằng tính mạng để cho con tới trường học? Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ có bài bình luận về sự việc đang làm xôn xao dư luận. Theo bảng dự toán ngân sách trung ương vào năm 2019, theo nghị quyết số 73/2018, thì tổng thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng, thế nhưng chi cho Bộ Công an lên đến 82.347 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng thu. Được biết, cũng trong năm 2019, chính phủ chi cho Bộ Y tế chỉ có 14.816 tỷ đồng và chi cho Bộ Giáo dục chỉ có 7.661 tỷ. Tính ra, chi riêng cho Bộ Công an gấp gần 4 lần số tiền chi cho y tế và giáo dục cộng lại. Và chưa kể, nhân dân đóng thuế nuôi các hội đoàn của Đảng hơn 45.000 tỷ chỉ là làm cảnh chứ không hề thuyết thực được cho nhân dân. Một đám hội đoàn lập ra như ký sinh trùng không hơn không kém, không giúp gì được cho nhân dân, cho nhà nước, mà ăn ngân sách vô cùng khủng khiếp. Giá như giảm ngân sách chi cho công an, lực lượng chỉ hành dân, hoành hoẹ và cướp của dân thì hay biết mấy. Và cũng giá như y tế và giáo dục được ngân sách chi cho nhiều hơn, lúc đó bệnh viện sẽ tốt hơn, nhiều giường hơn, phương tiện hiện đại, đội ngũ y tế giỏi hơn. Lúc đó học sinh không phải đóng học phí, cha mẹ em sẽ không phải mạo hiểm bắt rắn vì để các em biết cái chữ. Và giá như chính phủ giải tán các hội đoàn, đảng như lũ ký sinh trùng kia để lấy ngân sách lo cho giáo dục, cho y tế, thì trường học đâu phải bắt học sinh đi học thêm, ai không học thêm thì bị dòm ngó và gây khó dễ. Và bệnh viện đâu có cảnh bác sĩ trọng người có tiền vì quả cáp nhiều, ngó lơ người nghèo khổ. Giá như và giá như. Đây là hình ảnh với diện tích rộng 34 hectare, tổng đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Quảng trường của tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế ở Ninh Bình sau 8 năm xây dựng vẫn đang dở dang, lổn nhổn mặt bằng, tùm cỏ dại. Nhiều hạng mục đã xong nhiều năm phơi mưa nắng nhanh chóng xuống cấp. Đây là một bi hài kịch lớn trong xã hội của Việt Nam. Người dân thì liều mạng sống chỉ để lo cho con có tiền học phí, còn thẻ gôn cho các quan chức vài tỷ đồng một người, một cú đánh gôn thôi mà chặn bao học sinh tới trường. Dân thường họ phải sống trong cuộc sống khốn khổ tột cùng, học phí còn không có mà đóng, còn con của các quan thì đua nhau mua nhà, mua siêu xe ở trời Tây và học ở xứ Tư Bản, nơi mà chế độ tuyên truyền là xứ dễ chết, kêu gọi dân đừng qua đó, chỉ để con quan qua mà thôi. Nếu một chính phủ tự nhận mình là chính phủ tốt, một đảng lãnh đạo tự nhận mình là đảng đạo đức, thì có xấu hổ với những gì đang xảy ra ở đất nước này từng ngày, từng giờ. Có thấy điều cáng, có thấy cái bịp bợm không khi để dân phải lao vào bắt rắn cực độc để đóng học phí cho con? Chính phủ làm tốt cái gì? Đạo đức ở đâu? Ông Phạm Minh Vũ đã đưa ra câu hỏi như vậy. Chị Bùi Thị Ngọc tuổi, 28 tuổi, vợ của anh Tâm cho biết hiện tay chân của chồng đã cử động được, tuy nhiên ngực vẫn còn sưng. Bác sĩ chưa cho vào gặp trực tiếp. Khi sự việc xảy ra, tôi đang đi làm nên không biết. Rất may được một bác tài xế tốt bụng trở đến bệnh viện kịp thời, chị tuổi nói. Lý do anh Tâm dù bị rắn cắn nhưng vẫn còn cố ôm con rắn đến bệnh viện được chị tuổi cho rằng
do chồng mình sợ thả ra thì con rắn sẽ cắn thêm người khác. Hơn nữa, mang đến bệnh viện để bác sĩ biết mà điều trị. Kể lại vụ việc đưa anh Phan Văn Tâm đi cấp cứu, tài xế Nguyễn Văn Then, 38 tuổi, ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Vào ngày 19 tháng 8, anh chở khách lên núi Bà Đen, Tây Ninh đi du lịch. Khi gần tới thì bị lạc đường ở đoạn xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đây là hình ảnh, bên trái là con rắn đã cắn anh Tâm được bác sĩ tách ra. Do phía trước đông người và phương tiện, anh Then điều khiển xe chậm lại thì thấy anh Tâm đang ôm theo con rắn hổ mang to, dài, nhờ người dân chở đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai dám chở. Bất ngờ người đàn ông này đến gõ cửa xe tôi và nói, cứu em với, em bị con rắn này cắn. Nhìn thấy con rắn tôi cũng rất sợ, chỉ nghĩ đến việc cứu người nên quay lại bảo khách thông cảm xuống xe để đưa người đàn ông đến bệnh viện cho kịp cứu chữa và được khách đồng ý, anh Then kể lại. Trên đường đi, người đàn ông bị rắn cắn kể như sau. Em bị con rắn cắn khoảng 15 phút trước đó. Em mang con rắn này đến bệnh viện để bác sĩ biết loại rắn mà có thuốc phù hợp cứu chữa. Nếu anh chạy đến bệnh viện trong 20 phút thì em có thể được cứu sống. Anh Then đã bật chế độ xin ưu tiên chạy đến bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh trong vòng 15 phút. Tại bệnh viện, bác sĩ cùng anh Tâm buộc đầu con rắn bỏ vào bao an toàn. Anh Tâm đọc số điện thoại của người thân nhờ tôi gọi điện báo, sau đó ngất đi và được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, anh Then kể lại. Theo người nhà bệnh nhân, kể vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, khi đang làm thuê trong vườn na ở xã Suối Đá thuộc khu vực giáp ranh núi Bà Đen, bất ngờ anh Tê phát hiện và cố đuổi bắt sống một con rắn hổ mang chúa màu đen, dài khoảng 3 mét, nặng khoảng 4,5 cân. Và anh đã bị con rắn quay lại cắn vào đùi phải. Lúc này, anh Tê tự garo và chạy nhanh ra đường để kêu người đến cứu giúp. Cả người và rắn ngay lập tức được đưa đến bệnh viện và cấp cứu ở đa khoa Tây Ninh. Bệnh viện thì Tây Ninh sơ cứu cho anh Tâm, thấy con rắn hổ chúa, tình hình của anh Tâm quá nguy hiểm nên ở đây liên chuyển anh Tâm về bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, nơi có chuyên khoa trị rắn độc. Hiện anh đã tỉnh táo, cơ chi đã hoạt động được, mắt mở lớn, nhưng trong 48 giờ tới tính mạng anh vẫn còn nguy hiểm bởi độc tố của rắn hổ chúa cực độc và cực mạnh, có thể làm hoại tử vết cắn ở bắp đùi và các nguy cơ khác tác động đến tim. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020 với bản tin Đảng viên biệt phụ, dân liều bắt rắn nộp tiền học cho con. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.